Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa giải cứu an toàn người phụ nữ bị một thanh niên dùng hung khí khống chế nhiều giờ liền. Trước đó khoảng 9 giờ 25 phút ngày 3 tháng 4, Công an phường 2 thị xã Ngã Năm phát hiện 3 thanh niên đang thuê nhà nghỉ trên địa bàn phường, sử dụng trái phép chất cấm, trong đó một người có biểu hiện ngáo đá nên đã khẩn trương triển khai lực lượng xử lý. Phát hiện lực lượng công an, thanh niên này đã dùng hung khí tự chế chuẩn bị sẵn tấn công lực lượng công an, rồi khống chế người phụ nữ đang ngồi uống nước bên lề đường, đưa vào cố thủ trong phòng nghỉ, tại một nhà nghỉ ở khóm Tân Cuối, phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, đồng thời yêu cầu cho gặp người yêu và một xe taxi để rời khỏi nhà nghỉ. Trong lúc khống chế người phụ nữ, thanh niên cầm hung khí kề sát vào cổ chị và có nhiều biểu hiện manh động có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhận được báo cáo, lãnh đạo công an tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo triển khai lực lượng xử lý tình huống theo quy định. Qua kiểm tra, xác định thanh niên là Đỗ Thanh Tâm. Tự Tâm Mát, 25 tuổi, ngụ xã Kế An, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, là đối tượng có nhiều tiền án, đồng thời là một trong những đối tượng cầm đầu vụ bạo động ngày 24 tháng 2 tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng, đến nay chưa truy bắt lại được. Đại tá Phan Văn Ứng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã trực tiếp chỉ đạo huy động lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an thị xã Ngã Năm đến hiện trường triển khai các biện pháp cứu người, sau nhiều giờ kiên trì thuyết phục giải thích đánh lạc hướng, công an đã khống chế bắt giữ đối tượng và giải cứu người phụ nữ an toàn. Công an thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đã lập biên bản phạm tội quả tang về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và chống người thi hành công vụ đối với Tâm. Trước khi vào cơ sở cai nghiện ma túy, Tâm Mát sống lang thang, có nhiều tiền án tiền sự và quan hệ thân thiết với thành phần bất hảo. Trước đó, như đã thông tin, trưa ngày 23 tháng 2 và sáng ngày 24 tháng 2, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nhóm học viên ba phòng thuộc cơ sở cai nghiện ma túy Sóc Trăng đã nghi ngờ có người trong phòng tố quản lý việc dùng ma túy trong phòng. Nhóm trên đã đánh đập, gây thương tích cho 4 học viên. Công an thành phố Sóc Trăng sau đó làm việc với 45 học viên liên quan. Đến chiều tối ngày 24 tháng 2, một số học viên kích động chống đối lực lượng chức năng bảo vệ, phá cổng và tường của cơ sở cai nghiện trốn ra ngoài. Thống kê của cơ sở có 191 học viên trốn cơ sở cai nghiện này. Tới ngày 29 tháng 2, Công an thành phố Sóc Trăng ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Mới đây, theo thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Y Phát Nie, 45 tuổi, trú tại thị trấn EAK, huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi sát hại người. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 1 tháng 4, Y Phát đi nhậu về đến nhà ở tổ dân phố 4, thị xã EAK và nằm nghỉ. Không lâu sau đó, YH cũng đi nhậu về đến nhà và liên tục chửi bới xúc phạm chị gái. Thấy vậy, Y Phát đi đến can ngăn thì xảy ra mâu thuẫn với YH. Lúc này YH đi ra sau nhà lấy một cây gậy gỗ dài khoảng 1,5 m quay lại đánh nhiều phát trúng vào người Y Phát và chị gái bị đánh đau, Y Phát giật được cây gậy gỗ rồi đánh trả một phát trúng vào vùng đầu của Y H, khiến nạn nhân té xuống đất bất tỉnh. Tưởng anh trai say rượu nằm bất tỉnh nên Y Phát quay lại động viên chị gái. Một lúc sau thấy anh trai vẫn nằm dưới đất nên Y Phát đi đến kiểm tra, phát hiện nạn nhân đã tử vong. Biết mình đã đánh mất mạng anh trai, Y Phát nhanh chóng nhờ người thân trở đến công an thị xã EAK đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện thi hành án, ông Hà Văn Hưng, Phó cụ chợ, Tri cục trưởng Tri cục thi hành án dân sự huyện Bảo Yên, Lào Cai, bị Bùi Khắc Minh dùng dao rượt đuổi dẫn đến ngã gãy xương quai xanh. Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 2 tháng 4 năm 2024 Tri Cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Yên cùng lực lượng chức năng phối hợp tổ chức thực hiện thi hành án dân sự đối với ông Bùi Khắc Minh và bà Phạm Thị Hiếu tại tổ 2A, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, theo bản án đang có hiệu lực pháp luật. Trong quá trình tổ chức thi hành án, ông Bùi Khắc Minh liên tục chống đối, không chấp hành việc thi hành án, có lời lẽ xúc phạm, đe dọa, thách thức những người thực thi nhiệm vụ. Đỉnh điểm, ông Minh đã cầm dao rượt đuổi ông Hà Văn Hưng, sinh năm 1974, Phó tri cục trưởng tri cục thi hành án dân sự huyện Bảo Yên khiến ông Hưng bị ngã dẫn đến chấn thương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Hưng đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu và được chẩn đoán gãy xương quai xanh. Hiện đã được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai để điều trị. Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Ngọc Ba, cục trưởng cục thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, phía tri cục thi hành án dân sự huyện Bảo Yên đã báo cáo lãnh đạo cục. Hiện đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Bảo Yên, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bảo Yên yêu cầu xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ của Bùi Khắc Minh và vẫn thực hiện việc tổ chức cưỡng chế để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông tin thêm về vụ Nguyễn Minh Hoàng sinh năm 2005, ngụ xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, sát hại cụ bà 75 tuổi làm nghề nhặt ve chai. Qua làm việc, Hoàng khai do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản để thực hiện hành vi đối tượng mang theo khúc cây, dao bấm đi tìm con mồi. Nạn nhân là bà NTM, 75 tuổi, ngụ xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Khoảng gần 2 giờ ngày 30 tháng 3, Hoàng điều khiển xe mô tô biển số 61K101833 chạy trên các con đường ở xã Phước Hòa tìm người để cướp. Khi thấy bà M đang dựng xe máy để nhặt ve chai trước cổng sau trường mầm non ở xã Phước Hòa, Hoàng đã dừng lại quan sát. Sau khi nhặt xong, bà mờ quay lại xe máy để ra về thì Hoàng đi bộ ra phía sau và dùng cây tác động mạnh vào sau gáy. Khi bà mờ té xuống đất kêu cứu, Hoàng tiếp tục dùng dao bấm ra tay nhiều nhát vào sau cổ nạn nhân. Khi thấy máu chảy ra nhiều, Hoàng lấy xe máy và cầm hung khí rời khỏi hiện trường. Về đến nhà, Hoàng rửa hung khí gây án rồi cất trên đầu tủ quần áo. Đối với thông tin Hoàng đang là thành viên của lực lượng dân phòng xã Phước Hòa, lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương cho biết, người này đang trong giai đoạn thử việc. Bước đầu xác định động cơ gây án là để cướp tiền, nhưng chưa cướp được. Như tin đã đưa, dạng sáng 30 tháng 3, người dân sống tại một khu dân cư ở xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, đã phát hiện một cụ bà nằm chết bên cạnh là chiếc xe máy có chở ve chai. Nhận tin báo, công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Ban đầu tất cả đều nghĩ đây là vụ tai nạn giao thông, tuy nhiên qua kiểm tra thì trên người nạn nhân có nhiều vết thương do hung khí gây ra nên vụ việc nhanh chóng được trình báo lên công an tỉnh bình dương nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã nhanh chóng phân công lực lượng tổ chức phối hợp với các đơn vị có liên quan khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi công an tỉnh bình dương sau đó đã tới phối hợp cùng công an huyện phú giáo khám nghiệm điều tra trích xuất camera để truy bắt thủ phạm bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ lực lượng xác định đối tượng gây án là nguyễn minh hoàng nên đã mời làm việc sau một hồi quanh co chối cãi, biết không thể thoát nên Hoàng đã thừa nhận hành vi sát hại người. Điều đáng nói, Hoàng là thành viên trong lực lượng dân phòng đang làm việc tại xã Phước Hòa. Sau khi gây án, người này vẫn có mặt tại xã để làm việc như bình thường, mặc áo dân phòng cùng công an, truy tìm hung thủ gây án. Phạm nhân Mai Văn Đệ, 33 tuổi, quê tại xã Hải Giang, huyện Hải Hậu, Nam Định, đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẫn trốn trong một khu rừng trên địa bàn huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Theo thông tin từ trại giam số 5 Bộ Công an cho biết, khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng của đơn vị này phối hợp với Công an huyện Hà Trung, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ được phạm nhân Mai Văn Đệ. Một lãnh đạo Công an huyện Hà Trung cho biết, phạm nhân Mai Văn Đệ bị bắt giữ khi đang lẫn trốn trong rừng xến Tam Quy, nằm trên địa bàn các xã Hà Lĩnh, Hà Tân và Hà Đông của huyện Hà Trung. Công an huyện Hà Trung và Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao phạm nhân cho trại giam số 5 tiếp tục xử lý theo quy định. Trước đó như thanh niên thông tin, ngày 2 tháng 4 khi đang thụ án ở trại giam số 5 đóng trên địa bàn thị trấn thống nhất, huyện Yên Định Thanh Hóa, phạm nhân Mai Văn Đệ đã bỏ trốn. Đến khoảng hơn 18 giờ ngày 2 tháng 4, khi trốn đến địa phận xã Hà Đông, huyện Hà Trung, phạm nhân Đệ đã cướp một xe của taxi rồi tiếp tục bỏ trốn. Chiếc xe taxi sau đó được phát hiện trên địa bàn xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung. Từ chiều 2 tháng 4, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an và dân quân địa phương đã vây ráp khu vực rừng xến Tam Quy để truy bắt phạm nhân Mai Văn Đệ. Trước đó, như đã đưa tin, đêm 2 tháng 4, công an Thanh Hóa phát đi thông báo khẩn về việc truy tìm một phạm nhân trốn trại giam đóng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phạm nhân trốn khỏi trại là Mai Văn Đệ, sinh năm 1991, quê Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Khi bỏ trốn, đối tượng mặc áo phong màu xanh, quần đùi kẻ ô vuông. Trong khi bỏ trốn, phạm nhân này đã cướp taxi, sau đó bỏ lại chiếc xe taxi tại địa bàn xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa và bỏ trốn. Công an huyện Hà Trung cũng đã phát đi thông báo tới người dân cảnh giác tự bảo vệ bản thân và gia đình. Liên quan đến việc truy bắt phạm nhân trốn trại ở Thanh Hóa, tài xế Nguyễn Văn Mạnh, người bị lấy mất xe taxi cho biết, sau khi bị cướp xe và biết vị khách là đối tượng trốn trại, đến bây giờ ông vẫn còn hoang mang lo sợ. Ông Mạnh kể, Khoảng 17 giờ 50 phút, anh đang đi thể dục ở gần nhà thì vợ gọi về chỗ khách. Đối tượng nói đang làm công nhân ở công trình xây dựng trên địa bàn xã Hà Đông. Do nhà có việc đột xuất nên thuê anh Mạnh chở ra quốc lộ 1A để bắt xe về Hà Nội. Tôi không biết đó là phạm nhân trốn trại, đang bị công an truy tìm nên đã nhận lời. Theo quan sát của anh Mạnh, phạm nhân đệ có biểu hiện giống người nghiện ma túy, cơ thể gầy gò, yếu ớt, lại bị thương ở chân, nghi ngờ vì khách không có tiền nên ghé cây xăng ở gần nhà đổ xăng nhằm mục đích yêu cầu trả tiền trước mới tiếp tục hành trình. Khi vừa đến cây xăng, anh Mạnh được nhân viên thông báo đang chở phạm nhân trốn trại. Lúc này anh phối hợp với nhân viên cây xăng, giả vờ đi vệ sinh để kéo dài thời gian, đợi công an đến bắt tên phạm nhân trốn trại. Nhân viên cây xăng Nguyễn Ngọc Đạt kể lại, sau khi tiếp nhận thông tin về việc có phạm nhân trốn trại có các nhân dạng giống với người khách đang ngồi trên xe taxi, tôi liền thông báo với tài xế taxi là anh đang chở phạm nhân trốn trại. Sau khi tài xế taxi giả vờ đi vệ sinh kéo dài thời gian chờ công an, thì được vài phút, đối tượng đã cướp xe taxi chạy đi. Sau khi lái chiếc xe taxi rời khỏi cây xăng, đến địa phận xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, cách vị trí cây xăng khoảng 5 km, để bỏ lại chiếc xe, tiếp tục bỏ trốn. Trước khi bỏ lại chiếc xe, Phạm Nhân Đệ đã lấy đi một chiếc điện thoại và hơn 800.000 đồng tiền mặt của anh Mạnh để ở trên xe. Hiện chiếc xe đang được cơ quan công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh và khoảng 0 giờ 20 phút ngày 3 tháng 4 tại công ty Thang thống nhất Tập đoàn Công nghiệp Thăng khoáng sản Việt Nam KTP ở thành phố Cẩm Phả Quảng Ninh xảy ra sự cố tại gương lò XV5140 số 2 phân xưởng Đào lò 2 khiến 4 công nhân tử vong và 7 người khác bị thương. Lò đào nơi xảy ra sự cố có diện tích 23 m2, chống thép SVP27, bước chống 0,5m trên một vị. Lò đã được đào 240m trên thiết kế 380m, bước đầu xác định nguyên nhân sự cố do cháy khí mê tăng. Bốn công nhân xấu số là các anh Trần Văn Bảo sinh năm 1989, trú tại Lục Hồn, Bình Liêu, Quảng Ninh, Nguyễn Thành Luân sinh năm 1987, trú tại Đoan Hồn, Phú Thọ, Tạ Văn Nhâm sinh năm 1990, trú tại Phổ Yên, Thái Nguyên, Lê Văn Huyên sinh năm 1991, trú tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Ngoài 4 nạn nhân tử vong, còn có 7 công nhân khác bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Quảng Ninh. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bí thư tỉnh Ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã chỉ đạo phân công lãnh đạo tỉnh đến hiện trường chỉ đạo cứu hộ. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng giám đốc các lãnh đạo TKV, Công ty Thang Thống Nhất, có mặt kịp thời chỉ đạo đội cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ. Đến khoảng 3 giờ 15 phút ngày 3 tháng 4, công tác tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc. Các cấp chính quyền công ty thang thống nhất đang phối hợp hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về lo hậu sự chú đáo. Sáng cùng ngày, ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cùng đoàn công tác đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên, trao hỗ trợ cho các công nhân bị thương và gia đình các nạn nhân. Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng một người, trong tỉnh tử vong 18 triệu đồng một người ngoài tỉnh tử vong hỗ trợ 5 triệu đồng một người bị thương nguyên nhân sự cố đang được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ trước đó tại Quảng Ninh cũng xảy ra vụ sập hầm lò khiến 4 công nhân tử vong sự việc xảy ra vào tối ngày 26 tháng 8 năm 2023 tại phân xưởng khai thác 3 công ty cổ phần thang vàng danh thời điểm xảy ra vụ việc địa bàn xuất hiện nhiều trận mưa với lưu lượng từ 30 đến 70mm dẫn đến khu vực này bị ngấm nước Quá trình nhóm công nhân làm việc bị bùng và than trôi tự thượng vận chuyển số 3 xuống gây tai nạn dẫn đến tử vong. Sống sót trong vụ nổ khí methan kinh hoàng ở công ty than thống nhất thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh, các nạn nhân bị thương ngẹn ngào sắc xa cho 4 người đồng nghiệp đã tử vong. 7 công nhân thoát nạn trong vụ nổ khí methan tại công ty than thống nhất được đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh tận tình chăm sóc các chấn thương. May mắn thoát nạn, 7 công nhân trong vụ nổ vẫn chưa hết bàng hoàng, ám ảnh về thời khắc đối mặt với tử thần dưới hầm than sâu thẳm. Anh Đàm Văn Đội, sinh năm 1993, trú quán tại tỉnh Cao Bằng nhớ lại. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, anh cùng nhóm công nhân vào làm ca ba trong hầm lò. Khi các công nhân đang miệt mài làm việc thì sự cố xảy ra. Vào ca được một lúc sau thì tôi được phân công đi ra ngoài để lấy thêm vật tư, đi được khoảng 200 mét. Tôi cảm nhận luồng gió nóng, thổi mạnh sau lưng. Sau đó là tiếng nổ hất văng tôi vào gầm băng truyền tải thang, ngất liền anh đội kể. Khi tỉnh lại, anh đội đã nén đau cố hết sức gượng bò, tìm đường thoát ra ngoài. Thế nhưng sau vụ nổ lớn, vật liệu ngổn ngang, bụi đen che hết tầm nhìn, mũ bảo hộ và đèn pin của anh đội đã bị văng đi nơi khác lúc anh ngã xuống gầm băng tải. Bình thường tôi vào làm việc thấy trong lò nóng, hôm nay vào thì thấy không khí bên trong lạnh bất thường. Tôi còn tưởng mình bị sốt, đến khi xảy ra sự việc mới biết lạnh do khí mê tan. Tôi bị bụi thang va đập vào lưng và chấn thương phổi. Kết quả kiểm tra tôi bị đa chấn thương ở lưng, chấn thương ở phổi, anh đội nói. Anh Nguyễn Văn Thanh, 45 tuổi, quê Hải Dương cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy nổ, anh đang cùng 6 công nhân khác xuống hầm lò để xúc thang. Khi đi cả tốt thợ và hầm lò được khoảng hơn 100m thì bỗng nghe tiếng nổ lớn, gió nóng từ bên trong thổi mạnh hất ngã tất cả. Sau khi trấn tĩnh, chúng tôi gọi hỏi nhau có ai làm sao không, sau đó chúng tôi cùng nhau định hình lối ra, mất một thời gian rồi cùng nhau tìm ra ngoài, khi phát hiện chính xác được lối ra, chúng tôi không ai bảo ai cứ thế chạy thục mạng ra ngoài. Anh Thành nhớ lại cũng là người may mắn thoát chết trong gan tất. Dù bị thương khắp người, anh Nguyễn Quốc Khánh, 38 tuổi, quê Thái Nguyên, cho biết. Sau khi chuyển vật tư vào khu vực đào hầm lò khoảng 10 phút sau, anh cùng nhóm công nhân di chuyển ra ngoài. Và khi di chuyển được khoảng 100 mét thì tất cả nghe thấy tiếng nổ do áp lực khí khiến anh Khánh bị hất văng hàng chục mét trong hầm lò. May mắn không bị thương quá nặng, nhưng mũ bảo hộ đèn pin và đôi ổn dưới chân đã rơi khỏi người anh Khánh, khiến việc tìm đường ra gặp rất nhiều khó khăn. Lúc đầu rất khó tìm đường ra vì trong hầm lò khi đó bụi thang đen kịt, tôi phải bò từ từ ra đến điểm an toàn mới dám đứng dậy để đi ra ngoài, anh Khánh cho biết. Theo anh Khánh, nghề công nhân hầm lò vốn được ví như người trần làm việc âm phủ. Khi vào lò làm việc dưới lòng đất sâu, nguy hiểm cận kề. Vì cuộc sống mưu sinh, anh em chúng tôi từ mọi miền tụ hội về làm công nhân ở đây, ngày ngày chia sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn, hỗ trợ nhau trong sản xuất cuộc sống. Bảy chúng tôi may mắn thoát chết trong gang tấc, nhưng thương thay là bốn người khác đã không qua khỏi, anh Khánh nghẹn lời. Buồn trầu khi nhắc đến bốn đồng nghiệp đã không thể chạy thoát, anh Thanh tâm sự các chú ấy tuổi đời còn trẻ, con còn nhỏ, vậy mà nay đã không trở về nhà như những ca sản xuất khác. Mong cơ quan quan tâm, chăm lo cho thân nhân các chú ấy để họ vượt qua trong cuộc sống. Trong các dự án của tập đoàn Phúc Sơn đầu tư ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, có 3 dự án BT xây dựng, chuyển giao tại sân bay Nha Trang. 3 dự án này nhiều năm liền, chậm tiến độ, gây bức xúc dư luận, bị thanh tra chính phủ kết luận có nhiều sai phạm. Ba dự án do tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư gồm dự án các tuyến đường, các nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang, dự án nút giao thông Ngọc Hội, dự án đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội. Thanh tra chính phủ kết luận ba dự án BT tỉnh Khánh Hòa giao cho tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư mắc rất nhiều sai phạm, đó là không thực hiện đúng các cam kết mà tỉnh đã trình để được thủ tướng đồng ý về nguyên tắc cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. Tổng mức đầu tư các dự án BT mà Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt giao cho Phúc Sơn thực hiện đã tăng hơn 484 tỷ đồng so với tờ trình của tỉnh và văn bản được Thủ tướng chấp thuận tháng 7 năm 2016. Trong khi đó, thời gian thực hiện các dự án BT của Phúc Sơn lại tăng lên thêm 30 tháng. Các dự án BT đó không hoàn thành đưa vào sử dụng đúng hợp đồng vào cuối năm 2017. Mặc dù đã được tỉnh gia hạn đến tháng 6 năm 2021, nhưng đến thời điểm thanh tra, Phúc Sơn chỉ thi công đạt 27% khối lượng xây lắp, tổng giá trị đầu tư chỉ tương đương 558 tỷ đồng xây lắp và 394 tỷ đồng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Việc lập, thẩm định, phê duyệt về dự án, ký kết hợp đồng các dự án BT với Phúc Sơn lại có các sai sót về định mức, đơn giá, biện pháp thi công, làm tăng tổng mức đầu tư lên gần 500 tỷ đồng. Thanh tra chính phủ cũng kết luận những sai phạm về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận quỹ đất sân bay Nha Trang từ Bộ Quốc phòng và đồng thời bàn giao luôn cho công ty Phúc Sơn tháng 12 năm 2015 khi chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất là không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013. Theo kết luận thanh tra, trong hơn 10 năm qua, tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên thuộc doanh nghiệp này đã được giao nhiều dự án đất đai, hợp đồng xây dựng các công trình khai thác tài nguyên khoáng sản, các dự án khu đô thị và dự án BT đổi đất, hoàn vốn tại sân bay Nha Trang cũ. Trong đó, các dự án BT giao thầu cho Phúc Sơn làm nhà đầu tư đã giao đất hoàn vốn tại sân bay Nha Trang và Phúc Sơn đã phân lô bán nền từ năm 2017, nhưng đến nay đều chưa hoàn thành theo đúng hợp đồng đã ký kết và nhiều lần gia hạn. Dự án khu đô thị Phúc Khánh 2 cũng được cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Phúc Sơn vào năm 2014 chủ đầu tư sau đó xin điều chỉnh tiến độ dự án giai đoạn 1 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư vào năm 2023, giai đoạn 2 hoàn thành đầu tư toàn bộ các công trình trên đất vào cuối năm 2026. Tiến độ đề ra là như vậy, nhưng đến nay dự án chỉ mới thi công được một số hạng mục nhỏ như cống thoát nước, đoạn đường ngắn Hai dự án gây nhiều khiếu nại tố cáo do nhiều cư dân bị ảnh hưởng, thu hồi đất giao cho Phúc Sơn thực hiện các dự án kinh doanh các khu đô thị Phúc Khánh 1, Phúc Khánh 2 đến nay cũng thành dự án treo. Theo trung tướng Tô Ân Sô, để dẫn đến vi phạm trên có thể thấy trách nhiệm của cơ quan quản lý là không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính, mặc dù doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế mà vẫn hoạt động, không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án. Mới đây, theo nguồn tin cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng đã được trích xuất từ nơi đang thi hành án về trại giam Chí Hòa, Công an thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác xét xử trong phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 4. Phiên tòa phúc thẩm do thẩm phán Phan Đức Phương làm chủ tọa. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của bốn bị cáo gồm Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, cựu giảng viên đại học, Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam và Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam và hai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Bị cáo Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam không kháng cáo mức án sơ thẩm đã tuyên và có đơn xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm. Bà Hằng bị bắt giam ngày 24 tháng 3 năm 2022. Trước đó, do chỉ một người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án có mặt cùng hai luật sư, còn tất cả các bị cáo có kháng cáo vắng mặt nên phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra chiều ngày 11 tháng 3 phải hoãn. Trước đó, ngày 21 tháng 9 năm 2023, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm các bị cáo về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, Đặng Anh Quân 30 tháng tù, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân cùng 18 tháng tù. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm nhận định, từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, Ba Hằng sử dụng 12 tài khoản mạng xã hội thực hiện nhiều buổi livestream phát ngôn có nội dung bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân của 10 cá nhân. Các bị cáo Nhi, Hà và Tân đã tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội, chuẩn bị nội dung, từ đó cấu thành hành vi đồng phạm. Bị cáo Quân đã tương tác, tham gia bình luận trực tiếp với bà Hằng trong 11 buổi livestream, cổ vũ tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Tin từ phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn phường đã xảy ra một vụ án mạng do mâu thuẫn cá nhân. Theo thông tin ban đầu, vụ việc trên xảy ra khoảng 20 giờ 30 phút ngày 1 tháng 4 tại phố Thành Yên, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Vào thời điểm trên, ông B. D. T. sinh năm 1981 ở phố Thành Yên, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, đã bị người hàng xóm tên Hoàng Ngọc V. sinh năm 1988 gọi ra nói chuyện liên quan tới việc vay 2 triệu đồng trước đó. Trong lúc nói chuyện, do mâu thuẫn người đàn ông tên V. đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông T. Nạn nhân đã bỏ chạy tới trước cửa quán bia cách nhà khoảng 25 mét thì gục xuống và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng tình nghi đã bị bắt ngay sau đó. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với công an thành phố Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ án. Mới đây, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xác nhận, bà Nguyễn Thị Giang Hương, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch vừa có đơn xin nghỉ phép năm. Bà Nguyễn Thị Giang Hương là người nghi bị đối tượng xấu sử dụng mạng công nghệ cao lừa hơn 170 tỷ đồng, gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua vị lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai này cho hay, Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch đã phân công ông Nguyễn Thế Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch phụ trách khối quy hoạch xây dựng tạm thời thay mặt giải quyết điều hành công việc thay cho bà Hương trong thời gian nghỉ phép theo thẩm quyền. Một lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng xác nhận đã đồng ý cho bà Hương xin nghỉ phép năm để có thời gian giải trình. Trước đó, ngày 22 tháng 3, một lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xác nhận với phóng viên, lực lượng công an tỉnh đang điều tra vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch nghi bị lừa 170 tỷ đồng. Theo trình báo của bà Nguyễn Thị Giang Hương, bà bị một nhóm người yêu cầu mở tài khoản, sau đó huy động tiền từ người thân nạp vào tài khoản. Sau đó, bằng nhiều chiêu thức khác nhau, nhóm lừa đảo đã lấy tiền từ tài khoản của bà Giang Hương khoảng 170 tỷ đồng. Cũng liên quan đến vụ bà Giang Hương bị lừa đảo, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng cũng đã làm việc với tỉnh ủy Đồng Nai về vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch bị lừa đảo hơn 170 tỷ đồng. Đồng thời yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến cá nhân, đảng viên Nguyễn Thị Giang Hương thuộc diện cán bộ do Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai quản lý. Đến ngày 26 tháng 3, Thiếu tướng Tô Cao Lanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự C02 cho biết cơ quan điều tra của Bộ Công an đã nhận được thông tin. Ngay khi nhận được thông tin, đơn vị chức năng của Bộ Công an và địa phương tích cực điều tra khi có kết luận sẽ công bố, Thiếu tướng Tô Cao Lanh nói. Trong khi đó, lãnh đạo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 thông tin hoạt động lừa đảo chiếm đoạt trên không gian mạng không phải mới nhưng ngày càng tinh vi. Theo lãnh đạo Cục A05, trước đây cơ quan chức năng tập trung phòng chống trên mạng xã hội nhưng gần đây xuất hiện một số ứng dụng lừa đảo hiện A05 đang tập trung tuyên truyền cho người dân để nâng cao cảnh giác đối với loại tội phạm này. Mới đây, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Việt Cường, 19 tuổi, trú tại Thương Tín, Hà Nội, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 13 giờ ngày 1 tháng 4, Tổ tuần tra kiểm soát của Công an huyện Thanh Trì làm nhiệm vụ trên đường Ngũ Hiệp, thôn Tương Trúc, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thì phát hiện ô tô Mazda CX5 mang biển kiểm soát 29A45000 có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Khi thượng úy Ngô Việt Anh yêu cầu tài xế hạ kính để kiểm tra nồng độ cồn, bất ngờ lái xe tăng ga lao vào tổ công tác và hất đại úy Đình Văn Ngọc lên nóc capo rồi tiếp tục bỏ chạy. Quá trình lái xe bỏ chạy, tài xế điều khiển xe lạng lách đánh võng di chuyển được khoảng 200m thì đại úy Đình Văn Ngọc bị văng ngã xuống đất còn tài xế Cường tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Theo thông tin ban đầu, cú đâm đã làm đại úy Đình Văn Ngọc bị thương ở khuỷu tay trái, đầu gối phải, chấn thương phần mềm. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thanh Trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh yêu cầu chủ xe ô tô là NVT, sinh năm 1992, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, đưa xe về Công an huyện Thanh Trì làm việc để phục vụ công tác điều tra. Chủ phương tiện khai nhận không phải là người điều khiển phương tiện mà cho mượn xe lực lượng chức năng công an thành phố đã khẩn trương truy bắt. Đến 17 giờ 30 ngày 1 tháng 4, công an huyện Thanh Trì Hà Nội đã bắt được đối tượng Nguyễn Việt Cường. Đáng nói, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Việt Cường có kết quả dương tính với ma túy. Chưa hết, Cường đã có một tiền án về tội gây dối trật tự công cộng vào năm 2022 và bị xử 20 tháng tù treo, 48 tháng thử thách. Khai báo tại cơ quan công an, Cường cho biết do lo sợ sẽ bị xử lý vì chưa có giấy phép lái xe và đang trong thời gian chấp hành án, nên đã tăng ga lao vào tổ công tác. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên xảy ra những vụ việc tài xế bất tuân hiệu lệnh hất công an lên nắp capo để bỏ chạy. Trước đó, vào ngày 10 tháng 3 năm 2023, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Đức Trung, 32 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, để điều tra tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, tài xế Trung điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30E-11257 hất một chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội lên nắp capo để trốn kiểm tra nồng độ cồn. Sau đó, lực lượng công an xác định tài xế Nguyễn Đức Trung vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,126mg trên 1 lít khí thở. Không chỉ riêng những vụ việc trên, mới đây ngày 30 tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Trịnh Hồng Đăng, 43 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội, mức án 14 năm 6 tháng tù về tội giết người. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8 giờ ngày 5 tháng 4 năm 2023, Đăng điều khiển xe ô tô vào đường ven hồ Hạ Đình, quận Thanh Xuân, dù đây là đoạn đường có gắn biển báo cấm ô tô. Phát hiện xe vi phạm, tổ công tác công an phường Hạ Đình, trong đó có anh Trần Việt Tú, ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Đăng bất tuân theo hiệu lệnh của cảnh sát, cho xe lùi lại tìm cách bỏ chạy lúc này anh tú và một cán bộ khác đi vòng ra phía sau xe của đăng chặn lại nên tài xế nhấn ga chạy về phía trước sau khi đăng bỏ chạy được một đoạn anh tú đuổi kịp và chặn phía trước đầu ô tô đồng thời yêu cầu tài xế xuống xe ngay lập tức đăng nhấn ga đâm thẳng xe về phía nam cảnh sát buộc nạn nhân phải nhảy lên nắp capo quá trình di chuyển trên đường tài xế trịnh hồng đăng phóng xe với tốc độ cao nên anh tú phải bám vào cần gạt kính trên nắp capo Tuy nhiên, đang điều khiển ô tô chạy khoảng 200m thì đánh lái, hất anh Tú văng xuống đường làm người này bất tỉnh. Theo kết luận giám định, nạn nhân bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ 38%. Gây án xong, Trịnh Hồng Đăng điều khiển ô tô đến một gara ở khu đô thị Nam Trung Yên để lại phương tiện và bỏ trốn. Ngày 21 tháng 8 năm 2023, Đăng bị bắt theo quyết định truy nã của công an quận Thanh Xuân. Theo hồ sơ, Trịnh Hồng Đăng từng bị tòa án nhân dân các cấp tuyên phạt nhiều bản án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và cướp tài sản. Mới đây, theo nguồn tin cho biết, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai về vụ việc anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi quê Ninh Bình, tạm trú Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tử vong khi làm việc với công an huyện Long Thành. Liên quan đến vụ án, trước đó công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với đại úy Thái Thanh Thương cán bộ điều tra, phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an huyện Long Thành. Đại úy Thương là người trực tiếp làm việc với anh Vũ Minh Đức để tiếp tục làm rõ vụ việc trên. Liên quan đến vụ việc trên, theo giấy báo tử của bệnh viện Trợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân anh Đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não sau ngưng tim, suy thận cấp, tổn thương thận cấp, suy gan cấp, tổn thương gan cấp, tổn thương phần mềm đùi phải trái. Trước đó, ngày 22 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đã triệu tập anh Đức đến trụ sở làm việc vì có liên quan đến vụ gây dối trật tự công cộng. Anh Đức cùng một người bạn đến làm việc với cán bộ điều tra. Đầu giờ chiều cùng ngày, anh Đức ngất xỉu nên được các cán bộ công an đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó anh Đức được chuyển lên bệnh viện trợ rẫy để điều trị. Theo gia đình nạn nhân, chiều cùng ngày, gia đình mới nhận được thông tin về việc anh Đức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến khuya 22 tháng 3, anh Đức được bệnh viện trở rẫy thông báo tử vong. Đến ngày 23 tháng 3, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định trưng cầu viện pháp y quốc gia giám định nguyên nhân chết của anh Đức. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra tại trụ sở đại đội 6 trung đoàn 31 cảnh sát cơ động do bị cáo Nguyễn Đào Giang sinh năm 1974 rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân quận Nam Từ Liêm xử sơ thẩm xác định ông Giang là nhân viên Bộ Ngoại giao, trụ sở tại đường Lê Quang Đạo, phường Mễ Trì. Theo hồ sơ vụ án, trưa ngày 14 tháng 2 năm 2023, sau khi uống rượu cùng bạn bè, ông Giang được đưa về trụ sở Bộ Ngoại giao. Khoảng 15 giờ 30 phút, ông Giang lấy xe ô tô Spander của mình, định đi về nhà ở phố Yên Hòa, nhưng vừa ra cổng đã buồn ngủ nên đỗ xe ở lề đường phía trước cổng ra vào trụ sở Đại đội 6, Trung đoàn 31, Cảnh sát cơ động số 2 Lê Quang Đạo cách Bộ Ngoại giao khoảng 50 m khi đó, chị Nguyễn Thị Hương sinh năm 1991 là cán bộ đại đội 6 thấy vậy ra nhắc nhở yêu cầu ông Giang di chuyển xe ra chỗ khác, nhưng ông này không chấp hành mà còn xuống xe đi bộ vào bên trong đại đội 6, thấy ông Giang có biểu hiện say rượu, mất kiểm soát, nữ cán bộ thông báo cho mọi người trong đơn vị. Lúc này nhiều cán bộ đại đội 6 ra nhắc nhở yêu cầu ông Giang ra khỏi đơn vị, nhưng ông Giang không chấp hành liên tục chửi bới, đấm vào mặt hai cán bộ cảnh sát cơ động. Khi bị giữ lại, ông Giang đã vùng ra đấm, cào khiến vài người xây xước nhẹ nhóm cảnh sát sau đó khống chế người này đưa vào trụ sở và gọi công an phường mễ trì đến giải quyết khi tổ công tác công an phường mễ trì đến đã giới thiệu bản thân và mời ông giang về trụ sở để làm việc ông giang tiếp tục chống đối chửi bới và đánh đá cán bộ công an phường mễ trì lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ bản án sơ thẩm cho rằng hành vi của nguyễn đào giang là nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến hoạt động của cơ quan nhà nước về quản lý hành chính gây mất trật tự trị an xã hội cần phải xử lý nghiêm Tuy nhiên, xét bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, chỗ cư trú rõ ràng, nhất thời phạm tội nên tuyên phạt 6 tháng cải tạo không giam giữ, được trừ 9 ngày tạm giam bằng 27 ngày cải tạo không giam giữ. Về khấu trừ thu nhập, tòa án xác định ông Giang đã nghỉ việc ở Bộ Ngoại giao, chuyển sang làm việc tại công ty tư nhân với mức lương 2 triệu đồng một tháng, nên phạt bị cáo trong thời gian cải tạo phải nộp 100.000 đồng một tháng lợi dụng danh nghĩa báo chí Nam và Thành đã gây sức ép đe dọa để cưỡng đoạt tài sản của một số doanh nghiệp ở Hà Tĩnh với số tiền gần 100 triệu đồng. Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Gia Thành và Đặng Hải Nam, phóng viên của hai tờ tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam và chuyên trang Giao thông Kết nối, đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh về tội cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, từ nguồn tin tố giác của người dân cung cấp, vào ngày 27 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Hương Khê phát hiện bắt quả tang Phạm Gia Thành, sinh năm 1993, chú xã Nam Điền, huyện Thạch Hà và Đặng Hải Nam, sinh năm 1981, chú phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, khi cả hai đang có hành vi lợi dụng hoạt động báo chí cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp với số tiền 10 triệu đồng tại quán cà phê nằm trên địa bàn thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê. Cơ quan điều tra xác định Thành và Nam đã lợi dụng hoạt động báo chí để tìm hiểu những vấn đề được cho là sai phạm của các cơ quan tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Khi có thông tin, Thành và Nam liên lạc với các đơn vị cá nhân đó nhằm gây sức ép, đe dọa sẽ viết bài đăng báo hoặc phản ánh đến cơ quan chức năng. Do sợ bị ảnh hưởng đến uy tín danh dự, gặp khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, một số cơ quan tổ chức cá nhân đã gặp đưa tiền cho Thành và Nam. Số tiền chiếm đoạt được Thành và Nam sẽ chia đôi. Cơ quan điều tra cáo buộc từ tháng 12 năm 2023 đến ngày 27 tháng 3 năm 2024, Phạm Gia Thành và Đặng Hải Nam đã chiếm đoạt gần 100 triệu đồng của 6 cá nhân thuộc các đơn vị đang thi công công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật.